Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 10111 của Thành ủy về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng dự hội nghị có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Theo đánh giá tại hội nghị, trong 3 năm qua, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định số 10111 quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, các cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao để thực hiện. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố có sự gắn kết và hợp tác tốt hơn với chính quyền thành phố. Hàng năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện từ 120.000 đến 150.000 sản phẩm truyền thông về Đà Nẵng, hỗ trợ rất lớn trong công tác quản lý, điều hành chung của thành phố và quảng bá hình ảnh, vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với tạp chí của các hội, hiệp hội. Một số sở ban ngành, cơ quan địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Công tác phối hợp tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông giữa các cơ quan địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, kịp thời. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của hoạt động báo chí cũng như công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, qua đó đề nghị cần chấn chỉnh, khắc phục. Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo đài tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị, phát huy vai trò là công cụ tư tưởng sắc bén của Đảng bộ thành phố, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra hiện nay. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố quan tâm tuyên truyền các cái vấn đề, sự kiện nổi bật trong cái kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố, để qua đó tiếp tục cổ vũ, động viên, khơi dậy cái khát vọng phát triển, khơi dậy cái động lực phát triển của các cái tầng lớp nhân dân. Phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí với tinh thần trách nhiệm và xây dựng cao. Hoạt động góp ý phản biện của báo chí phải trên tinh thần xây dựng đúng chức năng nhiệm vụ, đúng lúc, đúng chỗ và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đề nghị là kiên quyết loại bỏ cái tình trạng đưa thông tin sai, rồi giật gân, rồi câu khách, rồi kích động ở trên các cơ quan báo chí. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác phòng chống COVID-19. Tại hội nghị, các đơn vị gồm Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện, thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm theo kế hoạch số 09 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.